Hôm nay cho xe công nông đi phá anh em nha. Đầy nghiền lắm. Xe cũng đã vượt qua cái đoạn này rồi. Hơi khó đi anh em nha. Còn em Đông Xuân đang lên đây. Ôi dồi, càng đét đét. Đấy, xe cũng bám ra đường này. Biết xe này có lên lọt không. Ôi bàn rồi. Ôi dồi, đấy xịt, giáp xịt đầy đủ hết. Vẫn đi vẫn phải ban nha anh em. Ôi bấy sâu thế. Lùi lại đi, theo ngoài đi. Bám ngoài đi. Đi ra ngoài này đi. Cái ban như phà. Thôi. Ôi dồi ôi, phá thật. Ôi dồi. Đéo lên được. Thôi ôi. Mẹ ghê thế. Ôi rồi. Vừa thôi, tí đứt mẹ ta đời ấy. Ôi ô, lại ban rồi đấy. Đi xe mình đây. Xe Đông Xuân lốp đôi. Thôi rồi, lên được rồi. Ê, căng ấy. Rồi, bám đi trong ngoài lên được rồi. Ôi. Đấy, hỏng hết đường rồi. Lên đi. Bám đầu ra đi. Rồi, tầm đấy vừa gì nữa. Ôi dạ dạ. Đấy anh em nhìn quả xe lên đèn hơi bị nhiều ấy. Trên nóc cũng có đèn luôn. Ôi dồi. Ê. Ôi lệch ơi. Bám lên ấy đường nấy ấy. Ấy chà. Cứ bắt con kia lùi đi lùi lại thế. Lên số 2 luôn này. Càng mê. Này đi tấn thôi, đường này nặng quá, đi khó anh em ạ. Lên có 6-70 tấm ngói mà cũng khó lên thật. Đường này, cái cua này bình thường là cua này rất là gấp luôn. Ôi, đã lọt à. Đấy, kiểu gì cũng phải lùi một đoạn. Để lùi một đỏ này. Con nào cũng phải lùi thôi, chứ không phải là con này lùi. Ra hai đỏ à? Chắc phải hai đỏ. Đến lượt xe lốp đôi. Đấy. Quay video nên cho anh đi hộ một đoạn để lên hết đoạn dốc thì lại anh em lại mỗi người một con. Ô pan đây à. Ôi ôi, phải bám ra ngoài quá rồi. Lại đi được. Ui. Đấy, lốp đôi mình cuốn xích đôi nha anh em. Đấy, có một cái lốp bám trúng thì nó về. Thế là đúng rồi. Tua nào. Ta để vươn tôi sao rồi.
Thì ghế mẹ ta đời thì dở. Đấy, hai con lọt. Đi cho quen đấy thôi, mình đi bình thường mà. Rồi, được rồi. Quát. Đấy nhiều. Thế tối nay khi nghỉ à? Khi nghỉ mình khởi ấy. Ôi. Đấy, đi vào đấy. Ơ, thôi, thôi, thôi. Ơi, ơi. Tí ngói tụt hết bây giờ. Lùi lại đây. Lùi xuống đây. Tí, tí tao nả tay mà. Lên luôn đi. Để xe lùi xuống đây nữa. Bám mà. Cũng căm đi hả? Nè ta căm thả hao. Đường khó quá, trở ít nhẹ nhẹ thôi. Đấy, nhẹ nhẹ thôi chứ mà đủ trở rồi. Cũng nghiêng lắm đấy chứ. Úi dồi ôi. Cả đất luôn. Ổn quá. Xe đông xuân vào. Wow, cũng không ít đâu bơ. Nhiều đấy nhỉ. Đường này bình thường là ít hơn đấy chứ. Rồi, được rồi, dừng đấy đi. Ui, phóng luôn à. Đấy nhỉ. Đéo đợi nhau tí nào nhỉ. Lên đây. Đây, lùi vào bước tiếp. Đấy, xe này còn có vẻ khá cao anh em ạ. Ê, đã lên được rồi. Ôi rồi, cái câu vào. Đàn tây kiểu không cần câu. Khả năng là không đủ xe đâu. Cái này. Rồi.